chúng ta dùng chân tâm tức làm phật chân tâm là phật vốn là phật dùng chân tâm đó là bạn đã làm phật dùng vọng tâm đó là phàm phu vọng tâm có khởi tâm động niệm vọng tưởng phân biệt có chấp trước, chân tâm không có. Tâm của chúng ta bây giờ là chân giọng hòa hợp. Giọng tâm không rời xa chân tâm. Nó từ chân tâm biến hiện ra, vì sao gọi là giọng? Vì nó mang theo vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong chân tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước nó từ khởi tâm động niệm biến hiện ra ngày nay gọi là độc bệnh tế bào này mang theo độc tố nếu chúng ta có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước chúng ta không dùng thứ này tôi chỉ dùng chân tâm như vậy chúng ta sẽ trở lại trạng thái bình thường Tâm chân chánh hiện nay gọi là tâm bồ đề Trong sinh hoạt hàng ngày Chúng ta xử sự đối nhân tiếp dẫn Dùng tâm chân thành là đúng Tâm chân thành là chân tâm Là Phật là Phật tâm Thật không phải giả Thành tắc bất hư Dùng chân tâm đối với chính mình Dùng chân tâm đối đãi người khác Dùng chân tâm đối với người khác là sao? Thành tịnh bình đẳng giác Là đối với chính mình Đối với người khác thì từ bi Từ bi không có điều kiện Vô duyên đại từ đồng thể đại bi Vì sao không có điều kiện? Vì tự nó là nhất thể Nhất thể thì không có điều kiện Nên từ bi này trong từ bi là chỉ chân thành Chân thành từ bi Thanh tịnh từ bi Bình đẳng từ bi Chánh giác từ bi Chư Phật Như Lai Pháp Thân Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Là dùng tâm từ bi này Chúng ta cần phải nhớ Chúng ta cần phải học tập Chân thành từ bi Thanh tịnh từ bi Thanh tịnh không có ô nhiễm Chân thành không phải hư giả Trong bình đẳng không có cao thấp Trong chánh giác không có mê hoặc từ bi tức là tình thương Tình thương như vậy Mới gọi là thuần chân, thuần thiện không có một ly, một tí tác dụng phụ nào Có thể dùng tâm này Tức là Phật Bồ Tát Bồ Đề Tâm Không phát là phàm Phu Không ra khỏi lục đạo Không ra khỏi mười Pháp giới Bồ đề tâm vừa phát Không những vượt ra ngoài lục đạo Vượt ra ngoài mười pháp giới Nên điều kiện cơ bản đầu tiên của Đại Thừa Là phát Bồ Đề Tâm Tâm Bồ Đề không phát Không phải Đại Thừa Nhưng Pháp môn tịnh độ của chúng ta Là Đại Thừa Giáo không phát bộ đề tâm Niệm Phật cả đời cũng không thể giảng sanh Điều này quan hệ trọng yếu Làm sao biết được Quý vị xem Trong kinh này ba đời giảng sanh Nguyên nhân chính của giảng sanh Trong hai phẩm có nói Bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, cho đến tu tập các pháp môn khác Sự châu Pháp Sư phán định chắc chắn Vì nhất tâm tam bối Tức là bất cứ pháp môn nào Ta chỉ dùng bồ đề tâm mà tu Đem công đức hồi hướng cầu sanh về tịnh độ Như vậy là tất cả được sanh Pháp môn thế giới cực lạc rộng lớn Không có cái nhìn lệch lạc Bất luận tu pháp môn nào Cho đến tu học các tôn giáo khác Chỉ cần lúc lâm chung Đem công đức tu học hồi hướng cầu sanh tịnh độ Toàn bộ đều có thể đi Thật quá tuyệt Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Chúng ta phải học Học dùng đại từ đại bi xử sự đối nhân tiếp vật tâm địa này phải thường phản tỉnh xem thanh tịnh hay không thanh tịnh sao gọi là không thanh tịnh trong đó có thất tình lục dục là không thanh tịnh nó bình đẳng không trong đó còn có cao thấp là không bình đẳng không thanh tịnh không bình đẳng là mang theo mê hoặc là không giác Từ đây mà biết Sách của các bậc cổ đức dạy Không thể không học Đặc biệt là kinh sách Phật Vì sao? Chỉ có thường thường đọc kinh Thường thường nghe giảng Mọi người cùng nhau chia sẻ Hỗ tương động viên hãy tìm tâm bồ đề của chúng ta ra bởi vì bồ đề tâm rất quan trọng phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm đây là điều kiện tất yếu của tam bối vạn sanh hạ bối trung bối thượng bối tất cả đều là nhất hướng chuyên niệm phát bồ đề tâm nên không phát bồ đề tâm là không được